những thái độ trước cái chết. Tuy chết được coi là tai họa và đe dọa lớn nhất của đời làm người, nhưng không vì thế mà con người luôn sợ chết. Lịch sử nhân loại đã chứng minh, con người đã có lúc bất chấp và gan lì đương đầu thách thức sự chết. Lịch sử của nhiều cá nhân cũng cùng một kết luận, không phải ai cũng chùn chân trước cái chết. Và đối với cái chết, người ta có nhiều thái độ khác nhau. Các nhà nghiên cứu về thái độ của con người trước cái chết như Philippe Ayres, Guy Laperriere, Chantal Mastan-Billaud đã nhận xét về một số thái độ tiêu biểu chung của con người của từng thời đại trước cái chết. Dọc theo dòng lịch sử nhân loại, họ phân thành ba thái độ chính. Có ba thái độ chung theo từng thời đại. Thái độ thứ nhất là thái độ bình tĩnh trước cái chết. Ở vào thời kỳ sơ khai, khi con người còn gần gũi thiên nhiên, thì chết được coi như hiện tượng quen thuộc của đời sống, nghĩa là chết là điều tất nhiên, là sự kiện bình thường hàng ngày phải chạm mặt, đối đầu. Người sống gần người chết đến độ đón nhận cái chết của người thân như một chuyến đi xa, không bi thảm hóa cái chết, cũng không trầm trọng hóa sự chết, càng không thái quá luyến tiếc người quá cố. Người sơ khai chấp nhận cái chết như chấp nhận một trật tự tự nhiên, đương nhiên phải xảy ra như thế, vì đã được hoạch định sẵn. Họ không nao núng, tuyệt vọng hay kinh hãi trước cái chết, cũng không nhìn người chết như một vật thể kinh tởm, nhưng chấp nhận chết, đón nhận cái chết với thái độ tự tại, bình an. Sở dĩ bình tĩnh đến mức bình an trước khi chết là vì người ta tự cho mình là thành phần của trật tự tự nhiên, có phần trách nhiệm làm cho trật tự ấy được thực hiện tốt đẹp. Chính vì ý thức trách nhiệm đối với trật tự tự nhiên, trong đó có sự chết, mà người ta đã đạt được mức độ bình tĩnh đáng khâm phục trước số phận phải chết của mình và của người thân. Trong các bản văn cổ về sự chết, chúng ta không thấy những nét bi ai, thống thiết hay thái độ thất vọng, nhưng chỉ gặp những chúc tụng, ngợi khen sự an bài khôn ngoan, thông thái trong trật tự tự nhiên luôn cần thiết cho mọi loài thụ tạo. Những lời lễ ca tụng trật tự tự nhiên này nói lên động lực đã thúc đẩy con người chọn thái độ bình tĩnh trước cái chết, vì ý thức và tin tưởng rằng cái chết của con người là cần thiết cho và trong trật tự tự nhiên. Thái độ thứ hai là thái độ lo lắng, sợ hãi cái chết. Khoảng thế kỷ 12 xuất hiện nhiều áng văn chương và tác phẩm nghệ thuật đủ loại ghi lại nỗi lo lắng, kinh hãi của người đương thời trước cái chết, đã là cột mốc đánh dấu biến chuyển tâm lý quan trọng của con người từ thái độ bình tĩnh chuyển sang thái độ lo âu trước cái chết. Sở dĩ người ta không còn giữ được bình tĩnh trước cái chết nhưng lo lắng sợ sệt vì ý thức về cái chết ngày càng rõ rệt, và càng biết rõ cái chết, người ta càng đặt nhiều vấn nạn về những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Chính vì thế, nhận thức về sự chết và hệ quả của nó đã làm con người căng thẳng hơn, lo nghĩ hơn, băn khoăn, chăn trở hơn và sợ chết đến tuyệt vọng. Ngoài ý thức về sự chết đem lại nỗi sợ chết, người ta còn sợ chết vì mức độ gắn bó ngày càng thiết tha với cuộc sống. Ngày xưa, khi cuộc sống còn đơn sơ, nếp sống còn giản dị, mức sống còn thô sơ, thì mức luyến lưu cuộc sống không cao, và độ thiết tha gắn bó với đời người chưa đủ đầy, đủ lớn, nên chết chưa trở thành một nỗi sợ làm rụng rời. Nhưng nay cuộc sống được nâng cao, đời sống thoải mái với nhiều tiện nghi đã hấp dẫn, lôi cuốn con người vào đam mê cuộc sống. Vì thế, khi phải giã từ cuộc đời hạnh phúc và phải bỏ lại cuộc sống mình yêu thích, con người cảm thấy vô vàn lo lắng, khổ đau, thất vọng. Từ nay, con người sợ chết vì sợ mất cuộc đời đáng sống, sợ chết vì sợ xa đường đời đầy hoa thơm cỏ đẹp, sợ chết vì sợ xa mái ấm tình đời,
ngập tràn kỷ niệm và hạnh phúc yêu thương. Sợ chết vì không muốn lạc lõng trốn xa hoa chưa một lần đến. Sợ chết bỗng dưng đã gắn liền sợ mất. Vì sợ mất những gì mình yêu thích, ham muốn nên người ta sợ chết. Bởi chết là mất tất cả. Thái độ thứ ba là thái độ dửng dưng trước cái chết. Đây là đặc tính của các thế kỷ 18, 19 và 20, khi con người đã làm chủ được thiên nhiên và những phát minh y học cho phép con người kéo dài hơn sự sống, nhất là bảo đảm một đời sống khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, vì khống chế được bệnh tật, con người mang hy vọng đẩy lùi cái chết. Nhờ tuổi thọ tăng lên, sức khỏe được chăm sóc, con người cảm thấy không còn sợ chết, nhưng bắt đầu coi thường sự chết và tâm trạng dửng dưng trước cái chết trở thành tâm trạng chung của con người thời đại. Thái độ dửng dưng trước cái chết thực ra không chỉ xuất phát từ khả năng kéo dài tuổi thọ nhờ các phát minh y học, nhưng phần lớn do tư duy ngày càng phong phú, sâu sắc, trưởng thành của con người về cái chết. Người ta không sợ chết, nhưng dửng dưng trước cái chết, hoặc vì không còn xem cái chết như tai ương định mệnh, hoặc xóa bỏ một cách có hệ thống ý niệm về sự hiện hữu một thế giới phía sau cái chết. Dửng dưng có nghĩa không cần quan tâm, không đáng chú ý, không nên bận tâm, nặng lòng. Và dửng dưng với cái chết được hiểu theo nghĩa tích cực như một lựa chọn có ý thức, nhưng cũng có thể hiểu theo nghĩa tiêu cực như thái độ bất đắc dĩ của kẻ trốn chạy vì biết mình thua cuộc. Nhưng dù thế nào đi nữa, thái độ dửng dưng trước cái chết cũng đã là thái độ chung của đa số con người của thời đại chúng ta hôm nay.